Với vị trí địa lý đặc biệt, Kaliningrad được xem là điểm dễ bị tổn thương trong bối cảnh xung đột giữa Nga và phương Tây, nhưng đồng thời cũng là tiền đồn của Nga ở châu Âu. Vùng Kaliningrad nằm tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của nước Nga, cách thủ đô Moscow khoảng 1.200 km. Đường bộ từ Nga đến đây bắt buộc phải qua Litva hoặc Ba Lan, nhưng ở thời điểm này phổ biến là đường biển và hàng không. Một chuyến bay từ Moscow đến đây lúc này cũng lâu hơn thông thường, mất gần 3 giờ đồng hồ khi phải bay vòng qua biển Baltic. Trong nhiều thế kỷ, Kaliningrad có tên gọi là Königsberg, thủ phủ của Đông Phủ thuộc Đức sau Thế chiến thứ hai. Theo quyết định của Hội nghị Potsdam năm 1945, khu vực này trở thành một phần của Liên Xô và ngày nay là Nga. Kaliningrad có cảng biển quanh năm không đóng băng và hiện là căn cứ chính của hạm đội biển Baltic. Ông Vladislav Gulevich, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế cho biết, Kaliningrad được ví như tàu sân bay không thể chìm của Nga ở Baltic. Nó có ý nghĩa chiến lược cả về quân sự lẫn kinh tế. Qua Kaliningrad, Nga kết nối với châu Âu. Qua Kaliningrad, Nga liên kết với các nước Baltic. Từ Kaliningrad, Nga có thể giám sát mọi động tĩnh ở vùng biển Baltic. Với vị trí địa lý đặc biệt, Kaliningrad là khu vực đầu tiên của Nga chịu ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của phương Tây. Đó là khi Litva áp dụng lệnh phong tỏa giao thông đường không, đường bộ đối với Nga, hạn chế công dân Nga và hàng hóa quá cảnh đến và đi từ Kaliningrad. Ông Vadim Alexandrovich, cư dân thành phố Kaliningrad, Nga nói, từ đây đến biên giới Litva là 50 km, tôi vẫn sang bên đó nghỉ ngơi hay mua thực phẩm khi chưa có chiến dịch quân sự, giờ thì không thể. Từ đây đến nước Nga, lớn, nếu đi tàu hay ô tô cần có thị thực quá cảnh một ngày, đi máy bay đơn giản hơn nhưng đắt hơn. Ngoài việc thay đổi thói quen đi lại, câu chuyện cấm vận đã không còn làm nhiều người dân quá bận tâm. Hàng hóa vẫn đến đây, phần lớn từ cảng biển Saint Petersburg. Cùng với đó là lượng khách du lịch Nga, vốn quen với các điểm đến châu Âu nay đổ về Kaliningrad. Bà Tatiana Odovenko, hướng dẫn viên du lịch Kaliningrad, Nga cho biết, khi biên giới đóng cửa, nhiều người yêu thích xê dịch đã đến Kaliningrad, họ đến đây để thấy châu Âu. Kaliningrad là thành phố rất châu Âu, còn được gọi là châu Âu của Nga. Lúc này là mùa cao điểm, có thể gặp khách du lịch ở khắp mọi nơi. Hiện chính quyền Kaliningrad đang tập trung cho hạ tầng giao thông, nâng cấp sân bay và phát triển các cảng biển để thuận lợi tiếp cận với phần lãnh thổ lớn của Nga. Bên cạnh đó, du lịch đang phát triển cũng được xem là yếu tố tăng cường sự ổn định kinh tế tại vùng đất cực Tây của Nga với dân số hơn 1 triệu người. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.